Để phối trộn cà rây Ninh Bình dạng bột với sữa bột, ta làm như sau. Chuẩn bị một hộp sữa bột và 4 hộp mà cao dê Ninh Bình, cao dê núi Ninh Bình. Thì có người thì dùng 1 tháng 2 hộp, 2 hộp cao. Đấy, hoặc có người dùng 4 hộp, trường hợp này thì dùng 4 hộp cho 1 tháng. Ta sử dụng 4 hộp cao và chuẩn bị 1 hộp nhựa. Cái thể tích của thửa hộp nhựa nó tương đối để có thể chứa được cả 4 hộp cao và hộp sữa bột cách thoải mái. Đôi lúc là có cái loại cao nó sẽ bị cứng ở bên, vì là trời nắng nên là nó sẽ bị cứng. Thì xử lý cái cứng rất đơn giản ạ, ta dùng tay, tay để đập cái hộp cao xuống cái nền cứng. Đấy. Một lúc sau đập ra mình cảm thấy nó mềm tay thì thôi. Đấy. Cứ đập liên tục và bây giờ nó mềm tay thì thôi. Sau khi cao đã mềm thì ta mở ra này. Đấy. Và đổ nó vào trong cái hộp nhựa. Đổ đủ 4 hộp vào thì ta dùng một cái thìa, một cái môi cứng. Thì còn những cái mà nó bị vón cục ấy, thì ta dằm ra một chút. Đấy. Vào cái mùa đông ấy, thì nó ít bị vón, mùa hè thì đôi lúc nó bị vón. Khi cao nó vón như này thì chất lượng cao vẫn như thế, không thay đổi gì. Sau đó ta đổ sữa bột vào. Ước lượng rằng là một hộp sữa bột và 4 hộp này ta dùng cho 1 tháng. Khi ta cho sữa bột với lại ấy, cao vào thì vị của nó rất là thơm ngon và không bị khó chịu, mùi nó rất là thơm, không có mùi khó chịu. Bọn trẻ uống rất tốt. Trẻ em vẫn dùng rất tốt, không có từ người mà khó tính nhất vẫn có thể uống được. Đấy, để ta cho vào xong. Đây và xong bắt đầu là sau đó là ta lấy một cái nắp của nó. Nắp nguyên là vặn thật chặt lại và bắt đầu ta xóc đều lên. Đấy. Xóc trộn đều lên. Đấy. Ta cứ thế ta xoay xóc một lúc. Khi thấy cao và sữa được phối trộn đều là ta có thể cất đi dùng dần được ạ. Mỗi một lần ta lấy 3 thìa, 3 cái muỗng này ạ. Ta đong 3 muỗng này. Đây là loại muỗng đi theo hộp sữa đấy ạ. Ngày ta dùng một lần ạ, mỗi lần 3 muỗng. Sau khi lấy 3 muỗng sữa vào thì ta tiến hành đổ nước sôi vào để pha chế như pha sữa bình thường. Lưu ý nhiệt độ tốt nhất là khoảng 60 độ C ạ. Nếu như cao quá thì chất lượng sữa sẽ giảm. Mà nếu như quá nguội thì ta hơi uống không được ngon và cái cao hơi khó tan một chút. Đấy. Sau khi đổ nước vào ta quấy đều lên. Khi đó ta sẽ được một cốc cà rây trộn với sữa rất thơm ngon bổ dưỡng.